dùng rất là nhiều các cái loại phân bón khác nhau nhưng mà cây hoa của mình vẫn không thể ra hoa. Thì xin chào quý anh chị đã đến với kênh YouTube Vườn To. Hôm nay em Trung Vườn To sẽ chia sẻ với quý anh chị tại sao là mình bón rất là nhiều các cái loại phân thuốc khác nhau, giống như trên tay em Trung đang cầm đây, phân bón đầu trâu này, phân Antonic, phân bò, phân gà, tất cả các loại phân khác nhau. Thậm chí là quý anh chị cũng đang sử dụng cái phân bón mà em Trung đang giới thiệu là nó bật hoa rất là nhanh, phân bón MBK màu trắng trên tay em Trung đang cầm như thế này nhưng mà vẫn không ra hoa. Thì tại sao là như vậy? Thì bây giờ em Trung sẽ chia sẻ với quý anh chị nguyên nhân tại sao là cây hoa giấy của mình hoặc là các cây hoa bón rất là nhiều phân nhưng mà cũng không thể ra hoa mọi người nhé. Nguyên nhân đầu tiên đây mọi người nhé, mọi người có thể để ý cây hoa giấy phía bên này, mọi người có thể thấy lớn hơn không? Nó tốt hơn, trong khi cây hoa giấy bên này là lại bé hơn, yếu hơn, gầy gò hơn. Mọi người có thể nhìn thấy rõ đúng không ạ? Đây em quay cho mọi người xem. Mọi người nhìn như thế này, mình đã thấy bên này tốt hơn rất là nhiều so với bên này rồi. Và bên này nó có hoa này, bên này lại không có hoa, đúng không ạ? Bên này thì nhìn rất là tốt hơn. Và đây là em Trung là trồng cùng một lúc mọi người nhé, trồng cùng một thời gian này, cùng một các cái giống như nhau này, phân bón như nhau, cùng bón một thời gian, cùng bón liều lượng như nhau. Nhưng mà bên này rất là tốt này, mọi người có thể thấy này. Đấy, tốt như rau muống luôn. Còn bên này thì lại sơ sát hơn, yếu hơn, có phải chậm hơn 1/3, có cây còn trơ cả gốc, chưa lớn trong khi cùng một điều kiện trồng. Đấy là nguyên nhân đầu tiên đấy, là mọi người nhìn thấy mọi người này. Đây, cái ranh giới, bên này là nhà có mái mọi người nhá, bên này là không có mái, bên này là nhà có ni lông mái tre. Đây, mọi người có thể thấy cái cột này là mốc mà. Đấy, hắt từ phía cột bên này sang bên này thì cây rất là tốt mọi người nhá. Còn hắt sang bên này không có mái tre này. Cái này là mái tre nhưng mưa mà vẫn rơi nước xuống, nó chỉ là một cái tấm lưới thôi. Đấy, mọi người có thể thấy. Thì bên này là cây của mình nó yếu hơn, chậm hơn và không có hoa. Còn bên này thì rất là lớn và có hoa đây, mọi người có thể thấy hoa rất là nhiều đấy. Còn bên này vừa chậm lớn, vừa không có hoa, vừa còi, vừa sơ. Đấy, nguyên nhân đầu tiên là do thời tiết mọi người nhé. Thời tiết nó là có yếu tố rất là quan trọng. Và mình, ví dụ như là nhiệt độ này, ánh sáng này. Đấy, thì nó là vấn đề thời tiết mọi người nhé. Thời tiết ảnh hưởng đến rất là nhiều cái yếu tố ra hoa. Nếu mà mình che chắn được giống như em Trung như thế này đây, mọi người che chắn làm nhà có mái như thế này thì cây của mình sẽ có hoa sớm và mình bón phân nó sẽ có hoa mọi người nhé. Còn ví dụ như là ngoài này, đấy, cũng bón phân nhưng mà không được che chắn thì gặp trời mưa, mấy hôm nay trời nó đang rất là mưa như thế này thì sẽ không có hoa đấy mọi người nhé. Nguyên nhân đầu tiên là do thời tiết này, do mưa, do mình không che chắn được, do nhiệt độ đấy. Đấy là nguyên nhân mọi người nhé, tại sao không có hoa. Thì đa số quý anh chị trồng ở nhà ấy thì sẽ không có cái mái che đúng không ạ? Không có ai có làm cái nhà màng như thế này, không có mái che nên cây của quý anh chị gặp mưa một cái, ví dụ nó đang bón phân xong mình làm bón phân xong mình gặp mưa một cái thì nó sẽ trôi hết phân. Hoặc là sương muối này, đêm sương muối nó xuống này, nhiệt độ thấp này, nhất là quý anh chị ở miền Bắc ấy, giống như em Trung cũng ở miền Bắc đây, không có mái che này, mưa một cái là nó khác ngay. Đấy, mọi người có thể thấy rất là rõ rệt đúng không ạ? Bên này thì tốt rất là nhiều. Đây là nguyên nhân mà mình bón phân mà vẫn không tốt mọi người nhá. Đấy là do thời tiết thì nó sẽ quyết định rất là nhiều đấy mọi người nhá. Nguyên nhân đầu tiên là thời tiết. Thứ hai nữa, đấy là giống mọi người nhá. Giống. Mọi người có thể thấy trong cái đám rất là tốt này mọi người này. Mọi người có thể thấy màu đỏ. Đây là màu đỏ nó ra hoa mọi người nhá. Kia là màu cam nó sẽ ra hoa. Cùng trồng cũng trồng một lứa, cũng bón phân như nhau, cũng dùng các phân bón khác nhau. Nhưng mà cây này là cây hồng gân mọi người nhé, hay còn gọi là anh đào thì nó chưa ra hoa. Nhưng mà cây màu đỏ, đỏ lửa nó sẽ ra hoa, cam lửa nó sẽ ra hoa. Đấy, mọi người có thể thấy không? Và ở kia, ở xa kia nữa thì mọi người có thể thấy là những cây phớt hồng nó cũng sẽ ra hoa. Nhưng cây hồng gân nên là sẽ chậm ra hoa hơn. Đấy là nguyên nhân thứ hai là do giống mọi người nhé. Nếu mà cùng bón phân khác nhau nhưng mà có giống sẽ ra hoa sớm, có giống nó sẽ ra hoa muộn. Có giống thì một năm nó chỉ ra hoa một lần thôi, một lần. Có giống thì nó sẽ ra quanh năm, lúc nào nó cũng ra được. Nên là việc lựa chọn giống là rất là cần thiết mọi người nhé. Đấy, mọi người chọn những cái giống ra hoa dễ. Ví dụ như là dòng lửa, dòng đỏ lửa này, cam lửa này, mọi người nó thể thấy rất là dễ ra hoa đấy. Xa kia là phớt hồng mọi người nhé. Phớt hồng dễ ra hoa, cái hồng gân thì nó cũng dễ ra hoa nhưng mà nó sẽ chậm hơn một tí. Nhưng cây này là đang báo nụ rồi, cũng ra hoa nhưng mà chậm hơn. Đây là nguyên nhân thứ hai là do giống mọi người nhé. Mọi người cần phải chọn những cái giống mà nó có ưu điểm tốt, tức là mình sẽ có ra hoa quanh năm thì cái cây hoa giấy của mình mới ra hoa quanh năm được mọi người nhé. Và bón phân nó mới dễ ra hoa, chứ không phải là giống nào bón cũng sẽ ra hoa được. Đấy, tiếp theo một cái nữa, đấy là do giá thể mọi người nhé. Mọi người có thể thấy giá thể của em Trung trồng đây có rất là nhiều trấu đúng không ạ?
rất là nhiều trấu ở đây. Và những video trước thì em có quay cho quý anh chị xem là em trộn khoảng tầm 40 thậm chí là 50% trấu và đất và phân. Mọi người có thể thấy này, rất là nhiều trấu. Trấu thì nó sẽ thoát nước đúng không? Sau em còn kê cao lên này. Đây, mọi người có thể thấy không? Em trồng rất là nhiều để kê cao lên cho cây nó không bị úng nước. Không bị úng nước thì cây của mình nó sẽ ra hoa rất là nhanh mọi người nhá. Cái giá thể này rất là quan trọng, nên là nguyên nhân thứ ba mà quý anh chị bón phân nhưng mà cây vẫn có thể chưa ra hoa hoặc là chậm ra hoa là do giá thể của quý anh chị mọi người nhá. Giá thể của mình nó kém, tức là quý anh chị hay trồng thì không có trồn thêm cái vỏ trấu như thế này. Đây, mọi người trồng thì mọi người ít khi mà trồn cái vỏ trấu này đúng không? Hoặc là trồn rất ít, hoặc là rất lâu là lâu rồi không thay trấu thì nó sẽ bị giữ nước ở trong này, giữ nước mọi người nhá. Đấy, nên là mình phải trồn thật là nhiều trấu vào trong này để kê cao trấu lên. Em kê rất là cao, rất là trấu này, kê trấu rất là cao chứ, kê trấu rất là cao để cho nó thoát nước lên, cũng như là đất phải trồn cái nhiều trấu nhiều phân vào đấy, thì nhiều trấu nhiều phân nhiều mùn thì cái cây nó sẽ hấp thụ dinh dưỡng nhiều hơn, thì cây nó sẽ dễ ra hoa hơn mọi người nhá. Và cái điều quan trọng đấy là nước khi mình tưới vào thì nó sẽ chảy hết ra, kèm với kê cao chảy hết ra thì làm cho cây hoa giấy của mình nó nhanh ra hoa, nó khô hơn mọi người nhé. Mọi người nhìn này, cây này em vừa trồng khoảng tầm 1 tháng thôi, 1 tháng từ cái chiết nhé mà nó đã tốt được như thế này đấy. Và kê cao đấy mọi người, như thế này chỉ cần nếu mà thích ra hoa thì cần bón một tí phân xiết nước là nó sẽ ra hoa thôi, rất là nhanh đúng không ạ. Đấy là nguyên nhân thứ ba mọi người nhé. Đầu tiên đấy là phải sử dụng, đấy đầu tiên là thời tiết này, thời tiết thì mình phải che chắn này, che chắn rồi ví dụ nhiệt độ ánh sáng các kiểu đấy, thì tốt nhất là mình phải che chắn có nhà màng thì nó sẽ ổn định hơn, bón phân nó mới hiệu quả hơn. Thứ hai đấy là lựa chọn giống mới nhá, những cái giống có ưu điểm tốt thì nó sẽ ra hoa. Thứ ba đấy là che, đấy là trộn nhiều cái phân vào trong cái giá thể trồng mọi nhá. Đấy, giống như cây này trộn rất là nhiều cái giá thể vào thì cây nó sẽ ra hoa dễ thôi. Mọi người em sẽ nhắc cho mọi người xem một cái đấy, đấy tơi xốp này thì nước nó sẽ chảy hết ra ngoài, rễ nó dễ ăn ra ngoài hơn, thậm chí là rễ ăn ra ngoài nhưng mà nó vẫn có hoa đây này. Đấy, đấy là lựa chọn giống tốt, cũng như là đất tơi xốp đấy, đất tơi xốp mọi người có thể thấy không? Đấy, phân mọi người vẫn nhìn thấy những cái hạt phân em bón này thì nó sẽ hiệu quả hơn, kèm với lại việc che chắn như thế này thì nó sẽ hiệu quả. Còn nếu mà không thì không che được thì nó vẫn đây, không che được thì cùng bón phân như thế nhưng mà cây cũng không được. Đây là nguyên nhân mọi người nhé. Quan trọng nhất vẫn là phải có mái che, vẫn là thời tiết như thế này, thời tiết vẫn là nguyên nhân quan trọng nhất. Sau đấy là lượng nước tưới mọi người nhé, lượng nước tưới, cuối cùng là lượng nước tưới. Quý anh chị nhiều, quý anh chị tưới nước rất là nhiều, ví dụ như là mình tưới hàng ngày, ngày nào mình cũng tưới nhưng mà giá thể của mình không được tơi xốp thì không đủ nắng thì cái cây của mình nó sẽ bị úng nước mọi người nhé. Úng nước mọi người phải tưới nhấp nhả thôi, tức là trong cái giai đoạn mà xiết nước ấy, sau khi xiết nước thì mọi người cứ phải tưới vào, hoặc là héo mới tưới. Còn mọi người đừng có tưới ngày nào cũng tưới, nếu mà muốn ngày nào cũng tưới thì mọi người phải thay cái vỏ trầu, thay cái đất mà có nhiều giá thể trấu như thế này thì ngày nào mới cũng tưới mới được mọi người nhé, còn không là sẽ không được. Một cái thứ năm nữa, đấy là quý anh chị trồng ở ngoài có điều kiện ngoài nắng mọi người nhé, nắng này thoáng này. Đây mọi người có thể thấy có 6-7 tiếng nắng bình thường đây, em trồng ở ngoài nắng thì cây nó sẽ ra hoa nhiều. Còn có nhiều quý anh chị trồng ở trong nhà ấy, mình trồng ở trong nhà nó thiếu nắng, trên sân thường có mái che nhưng mà không có ánh nắng như này này, hoặc là những chỗ khuất nắng thì nó sẽ kém nắng, nên là bón phân vào nó cũng sẽ không hiệu quả. Đấy mọi người nhé, đấy là năm cái nguyên nhân mà làm cho cái cây hoa giấy của mình bón phân vào nhưng mà vẫn không ra hoa. Đây là mọi người nhé, mình sẽ tổng kết lại một này. Đấy là do thời tiết thì mình phải có mái che tránh nắng mưa, hoặc là thì nó sẽ tăng cái hiệu quả cái công việc bón phân của mình hơn. Đấy mọi người nhé, do thời tiết này. Thứ hai nữa là do giống này. Đây do giống, mọi người có thể thấy giống này, giống những cái giống ưu điểm mới thì nó sẽ ra hoa dễ hơn, còn những cái giống cũ thì nó sẽ kém hoa hơn, đặc biệt là những cái dòng mà giống như là Ấn Độ thì cực kỳ khó ra hoa mọi người nhé. Thứ ba nữa là giá thể thì mọi người phải trồn nhiều trấu. Đấy, trồn nhiều trấu thì việc nó sẽ tơi xốp, nó sẽ dễ ra hoa, và tơi xốp thì rễ của nó cũng sẽ hấp thụ phân bón nhiều hơn, dễ hấp thụ phân hơn mọi người nhé. Thứ tư đấy là cái nước tưới thì mình héo mới tưới mọi người nhá, tưới nhấp nhạ thôi, khi nào mình nuôi thân ngọn nhiều ấy thì mình mới tưới nhiều, còn không này làm hoa thì mình chỉ tưới vừa phải. Thứ năm nữa là cái không gian trồng của mình mọi người nhá, không gian trồng của mình phải trồng ngoài nắng,
ngoài nắng thì mình sẽ có cái cây nó sẽ hấp quang thụ, cây sẽ hệ quang hợp thì sẽ ăn nhiều phân hơn, phân nó mới có tác dụng. Còn ví dụ như mình mà trồng ở trong trong mát đúng không ạ, trong mát thì cây nó không làm việc được, không quang hợp thì nó sẽ không ăn phân, dẫn đến là cái việc là mình bón phân thì nó sẽ cũng không hiệu quả mọi người nhé. Nên là phải có rất là nhiều cái yếu tố thì cái cây của mình nó mới ra hoa được. Đây mọi người có thể thấy giống như giống này là một giống rất là siêng hoa, nó có tên gọi là Cajata mọi người nhé. Thì dòng này có thể trồng trong hơi tối nó vẫn ra hoa. Đây ra hoa rất là nhiều, rất là chăm. Đây mọi người có thể thấy hai cây, một cây là Cajata với một cây là Hồng Gân. Thì Cajata nó sẽ ra nhiều hơn so với Hồng Gân thì chưa có ra hoa, nhưng mà Cajata thì đã ra hoa rất nhiều. Đây là việc lựa chọn một cái giống dễ trồng là rất là quan trọng nhé. Hồng Gân, cam lửa này, cam lửa Cajata rất là dễ hoa hơn dòng Hồng Gân đấy. Nó là nguyên nhân là như vậy mọi người nhá. Thì cái lúc mà mình bón phân vào ấy thì nó sẽ có hiệu quả và dễ làm cho cái cây hấp thụ hơn, dễ ra hoa hơn. Đấy là năm cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc là cây hoa giấy của mình bón rất là nhiều phân nhưng mà cũng không ra hoa mọi người nhé. Thì mọi người có thể lưu ý sửa lại. Chẳng hạn như là nguyên nhân thứ nhất, quý anh chị mà đang trồng cái cây mà ví dụ mưa thì mình có thể che chắn lại, giống như là em Trung là có trong nhà này thì không phải che đúng không? Còn quý anh chị có thể che chắn lại thì cái cây của mình nó sẽ dễ ra hoa hơn trong cái điều kiện bón phân. Hoặc là mình tưới nhiều nước quá thì mình giảm lại, cây thiếu sáng thì mình có thể cho ra sáng đúng không ạ, cây chưa có trấu thì mình trộn thêm trấu vào trong này đấy, cây tưới nhiều mình tưới ít. Hoặc là quý anh chị nào đang có những cái giống nó khó ra hoa quá thì mình chọn những cái giống nó dễ ra hoa giống như thế này. Cảm ơn quý anh chị đã xem video nhé. Nếu mà quý anh chị đang gặp những cái vấn đề đấy thì có thể sửa nha em Trung Bảo để có thể ra những cái hoa thật đẹp, thật rực rỡ mọi người nhé. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh để xem nhiều video mới hơn của Vườn To mọi người nhé. Video sau em sẽ hướng dẫn cho quý anh chị bón những cái loại phân bón nào mà để nó tốt được như thế này. Mọi người có thể thấy cây rất là tốt đúng không ạ? Để mọi người có thể chăm cây con. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.